Cây đa chùa cũ, tác giả Vĩnh Hạo. Chú Hữu quét sân xong, không vội vào trong như thường lệ. Chú cầm chổi đến dưới gốc đa, đặt cây chổi một bên. Chú ngồi nghỉ mệt một chút, hóng gió cho ráo mồ hôi. Rồi chú móc trong túi áo và khách ra một mẫu giấy nhỏ. Trên đó chú đã ghi sẵn 10 chữ Hán, kèm theo cả âm lẫn nghĩa từng chữ. Chú nói với gốc đa: Đa ơi, giúp tôi mau thuộc nha đa, giúp tôi nha đa. Rồi chú bắt đầu học. Chú lấy một cái que nhỏ, viết các chữ ấy trên đất, học kỹ từng chữ, cho đến khi nào học thuộc, chú mới vào trong để phụ với cô Diệu Lan nấu bếp. Chú còn nhỏ, mới 13 tuổi thôi, nên chú chẳng thắc mắc gì về cô Diệu Lan này. Ngày chú vào chùa xuất gia cách đây 2 năm, cô ấy đã có sẵn trong chùa, dọn dẹp, lặt vặt, nấu cơm, giặt đồ, hầu hạ thầy. Chú đi tu làm chú tiểu thì đương nhiên chú cũng săn tay làm việc chùa, phụ giúp cô ấy một tay. Có khi thầy dạy chú rằng cô Diệu Lan không phải là người tu như thầy và chú, cho nên đúng ra những công việc trong chùa chú phải cán đáng hết. Nhưng vì chú còn nhỏ, không lo nổi mọi việc, cô Diệu Lan sẽ tiếp tục công việc chùa cho đến khi chú trưởng thành. Nghe thầy dạy như thế, chú thấy trong lòng biết ơn cô Diệu Lan lắm. Nếu không có cô ấy thì thật là cực nhọc cho chú biết bao. Công việc trong chùa không phải là ít, vừa thỉnh chuông khuya, chuông tối, vừa tụng kinh mỗi ngày bốn thời, vừa quét dọn trong nhà, ngoài sân, tưới cây, nấu cơm, giặt đồ cho thầy. Chưa kể có khi còn đấm bóp cho thầy vào mỗi tối nữa. Vợ bếp nấu ăn phụ cô Diệu Lan có nghĩa rằng chú đến ngồi quanh quanh bếp để chờ cô ấy sai giặt. Có khi cô bảo chú xách nước giếng lên cho cô rửa rau, hoặc rửa tay, rửa chân. Có khi cô sai chú đi mua nước đá ở quán chè đầu đường về để cô pha nước chanh mời thầy uống. Và những lần pha nước chanh như thế, bao giờ cô cũng tự thưởng cô một ly mà không bao giờ cô có ý mời chú. Có lẽ cô nghĩ rằng chú có bổn phận phục vụ cô vì cô đã bỏ hết thời giờ của cô ra để chăm lo việc chùa. Nhờ đó chú mới được chút rảnh rang mà học kinh kệ, học chữ Hán. Chú mang ơn cô, tất nhiên chú có bổn phận phải phục vụ lại cô để đền đáp phần nào công ơn đó. Nghĩ vậy chú không dám hó hé hay buồn phiền gì. Cô sai gì chú làm nấy, thậm chí có khi cô còn sai chú xách nước và bồn tắm cho cô tắm nữa. Buổi tối cô Diệu Lan ngủ dưới bếp, dưới đó có một phòng riêng dành cho cô. Còn chú cũng có một phòng riêng ở phía bên trái của chánh điện. Phòng của thầy thì ở phía bên phải. Hai phòng cách nhau một khoảng rộng của chánh điện, và hai phòng cũng cách xa nhà bếp một khoảng sân sau cùng nhà ăn của chùa. Thỉnh thoảng chú nghe tiếng nói chuyện của cô Diệu Lan và thầy ở bên kia vọng qua. Chú biết là cô Lan đang đấm bóp cho thầy. Thầy có thói quen phải đấm bóp trước khi ngủ, không đấm bóp thì không ngủ được. Lâu lâu cô Diệu Lan về quê, thầy bảo chú qua đấm bóp thay. Thầy nói tay chú còn yếu lắm, khi nào chú lớn thì mới đấm được như ý thầy muốn. Cho nên khi cô Diệu Lan từ quê trở lại chùa, thầy lại tiếp tục nhờ cô ấy đấm bóp mỗi tối, chứ không bảo chú làm công việc ấy nữa. Chú mừng lắm, nếu cô Diệu Lan nhận làm công việc đó, vì suốt ngày mệt mỏi rồi, chú cũng chẳng muốn thức khuya để đấm bóp. Dù chú luôn nghĩ rằng chú có bổn phận phải hầu hạ, phục dịch thầy, thay vì ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Cho đến khi cô Diệu Lan mang thai, chú cũng chẳng thắc mắc gì cả. Chú chỉ giật mình vào một sáng nọ khi phát giác rằng cái bụng của cô tự dưng mà tròn vinh như cái trái dưa hấu loại thượng hạng. Ngày nào chú cũng gặp cô mà chú không biết bụng cô lớn dần. Chú cũng không biết tại sao cô ấy mang thai nữa. Chú nhớ hồi ở nhà, khi mẹ chú mang thai, chú hay tới rờ bụng mẹ hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ có em bé vậy mẹ? Mẹ chú cười chẳng trả lời được. Một lúc sau, bà nói cho qua chuyện: Thì có gì đâu con, tự dưng tới tuổi thì đàn bà phải có thai thôi. Vậy hả mẹ?
Từ đó chú tin rằng con gái lớn lên thì có thai. Nay cô Diệu Lan có thai thì đúng rồi, có gì đâu mà thắc mắc. Tuy nhiên, thời gian cô ấy mang thai chú thật là cực khổ. Cô ấy nóng tánh làm sao, hở một chút là cô la, cô mắng, cô chửi chú. Chưa hết, cô sai chú liền tay. Cô ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón làm chú mệt đứt hơi. Bụng cô càng lớn, chú càng mệt nhọc với công việc. Chú thầm cầu mong cô sau lần có thai này là đủ rồi, đừng có thai thêm lần khác nữa. Cũng trong thời gian này, cô không đấm bóp cho thầy, nên mỗi tối chú phải qua phòng thầy đấm bóp cho thầy trước khi thầy ngủ. Thầy dạy: Nè, cô Diệu Lan bụng mang dạ chữa, con phải hết lòng giúp đỡ cô ấy nghe. Đừng để cô ấy phải làm những công việc nặng nhọc. Thấy cô làm gì thì mình giành lấy mà làm, không phải đợi cô ấy sai. Khi nào sanh xong cô ấy sẽ làm việc bình thường lại, khỏi phải phiền con nhiều. Thời gian này chịu khó đi, muốn tu thành Phật thì phải tập tu, tập chịu cực nhọc cho quen, biết không? Chú chỉ dạ và im lặng đấm bóp. Lâu nay ở chùa chú chẳng bao giờ nệ hà chuyện gì. Chùa chỉ có ba người: thầy, cô Diệu Lan và chú. Thầy và cô là người lớn tuổi, như cha mẹ, như cô, như cậu trong nhà. Có sai chú làm việc thì cũng là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, rồi lúc chú thấy buồn tuổi khi bị cô Diệu Lan la mắng. Thời gian mang thai cô càng dữ dằn hơn, đụng đâu phan đó. Đến thầy mà cô còn không dị nể, huống chi là chú. Bị cô la vì những chuyện vô lý, chú ấm ức lắm, nhưng chẳng biết bộc bạch với ai. Mấy phen chú trình lên thầy rằng chú bị cô ấy trách oan, thì thầy gạt đi, cứ bên vực cô ấy, chẳng kể gì đến những gì chú nói cả. Những lần như thế, chú chỉ biết ra ngồi ngoài gốc cây đa khóc một mình. Từ lúc con chó tên Tuất ở chùa, người bạn thân yêu duy nhất của chú bị xe cán chết, chú chỉ còn biết tâm sự với cây đa trước sân. Cây đa không biết nói, không ve vẩy liếm tai liếm chân chú, không kêu sủa như con Tuất, nhưng chú biết cây đa lúc nào cũng lắng nghe một cách chân tình những gì chú tâm sự. Chú để ý mỗi lần chú buồn và khóc, tự dưng có gió ở đâu thổi qua, lá đa xào xạc, các dây leo đông đưa trước mặt chú. Chú cho đó là cách mà cây đa biểu lộ tình cảm của nó. Chỉ có cây đa đó mới an ủi được chú mà thôi. Khi được cây đa an ủi, nước mắt chú càng rơi nhiều hơn. Chú có cha mẹ chứ chẳng phải không, nhưng chú là đứa bé khó nuôi, cha mẹ lại nghèo, nên nghe lời người ta đem chú lên gửi ở chùa cho thầy nuôi giùm. Chú vào chùa ở thì tự dưng mọi thứ bệnh đều hết. Ngay cả cái bệnh còi mà cha mẹ chú nghĩ là không thể trị được cũng hết luôn. Và chú đang nảy nở phát triển thấy rõ, chứ không đều đẹp như trước kia nữa. Vì thế nếu chú có thưa với cha mẹ những chuyện làm chú buồn, thì cha mẹ cũng chỉ bên vực thầy, bên vực cô Diệu Lan để mà quy lỗi cho chú thôi. Thậm chí cha mẹ chú còn có ý nghĩ rằng sẽ gửi chú luôn ở chùa chứ không đem chú về lại với gia đình nữa. Thì chuyện gì cha mẹ cũng muốn cho qua để êm thấm, chứ đâu có dám bên vực chú để rồi mất lòng thầy cô đâu. Những cảm nghĩ đó chú đều nói cho cây đa nghe. Chú nói rằng ngoại trừ con Tuất và cây đa ra, không ai thương chú hết. Chú còn nghĩ rằng nếu Đức Phật có hiện xuống ngôi chùa này, thì Ngài cũng đi gặp thầy trụ trì, người có thẩm quyền của chùa, để nói chuyện, chứ làm sao Ngài để ý tới một chú tiểu nhỏ bé như chú. Hôm nay chú lại bị cô Diệu Lan quở trách nữa. Chuyện chẳng có gì quan trọng, chú đang ngủ trưa trong phòng riêng thì cô vào gọi giật dậy, sai ra chợ mua cho cô trái xoài xanh. Chú không muốn đi, chùng bùng ngồi ì một chỗ. Cô tru tréo lên, chưa đầy một phút sau là thầy bước xuống. Cô nói liền mà như trách thầy không biết dạy chú vậy: Sai nó ra chợ một chút mà cũng không được nữa, đó, rồi ngồi một đống à. Chú dùng dằn nói: Hồi sáng đi chợ á, sao cô không dặn mua luôn lần, bây giờ biểu mua nữa. Mà mua gì quan trọng vậy chứ, trái xoài thôi chứ có gì đâu. Cầm miệng, thầy nói. Cô sai thì đi, không được cãi. Giờ muốn ở chùa hay muốn ra đường? Chú vội vàng đứng dậy, xuống bếp rửa mặt rồi cầm tiền ra chợ.
cô còn dặn chú mua xoài ở đâu, lựa xoài như thế nào. Chú làm thinh không dạ không ừ. Ra tới gần cổng chùa, chú còn nghe thầy nói với theo: khi nào cô sai mà chú không muốn đi, lên đây nói tôi đi. Đi bộ một mình dưới trời nắng chang chang, chú thấy trong lòng thật là bực dọc. Chưa bao giờ chú thấy bất mãn như lúc này. Tại sao chỉ ăn một miếng xoài cho vui mà bắt một đứa con nít gian nắng đi xa như vậy? Thèm gì mà bất nhơn vậy? Chú đây còn là con nít mà chú có thèm ăn giặt bậy bạ đâu. Tự dưng nổi hứng giữa trưa bảo đi mua xoài. Đi gần tới chợ, nghe một tiệm bán sách báo và dụng cụ học sinh, chú bỗng bắt gặp một chú tiểu khác đâu chừng 16 tuổi đang đứng trong tiệm. Chú tò mò đứng lại nhìn. Chú tiểu kia mặc áo dài năm thân màu lam, trông đàng hoàng, chững chạc lắm. Chỉ đầu như chú chỉ mặc bộ đồ giặt khách đỏ lét. Áo hơi giống áo bà ba, may thêm một vạt ngắn phía bên phải. Quần thì luồn dây thun cùng màu với áo. Đồ giặt khách chú bận thì suốt ngày này qua tháng nọ chẳng thay đổi, dù ở trong chùa hay đi ra đường. Ông chủ tiệm thấy chú đứng tần ngần trước cửa tiệm, bèn nói với chú tiểu bên trong: kìa, có bạn chú ngoài kia kìa. Chú tiểu kia quay nhìn ra, hai chú bỡ ngỡ ngó nhau một lúc. Chú tiểu trong tiệm sách bỗng đưa hai tay chắp lên ngực chào chú. Xưa nay chẳng ai chào chú như vậy cả. Chú lúng túng chắp tay chào lại. Chú không ngờ chú tiểu kia lớn tuổi hơn mình mà lại chào mình lịch sự như vậy. Chú tiểu kia dạng dĩ từ trong tiệm bước ra đến gần chú hỏi: chú ở chùa nào vậy? Ở chùa Nghĩa Trũng. Nghĩa Trũng? Ừ, Nghĩa Trũng. Còn chú? Ở chùa Từ Quang. Chú đi đâu đó? Đi chợ. Còn chú? Đi mua tập và bút máy, tại vì sắp tới ngày khai giảng rồi, vô đây chơi. Chú rụt rè bước vào, mắt liếc nhìn cách ăn bận của chú kia và thấy rõ sự khác biệt giữa mình với chú ấy. Chú có vẻ lượm thộm lôi thôi quá. Tuy rằng ở chùa thì chẳng cần phải ăn diện gì, nhưng ít nhất cũng phải tươm tất gọn ghẽ khi ra đường. Thầy và cô Diệu Lan chẳng hề nghĩ đến chuyện sắm áo dài cho chú mặc ra đường. Ngay cả đôi dép cũng không mua. Đi đâu chú cũng cứ đi chân trần như một hành khất. Áo quần thì đỏ loét đỏ le với loại vải rẻ tiền nhất, trông chẳng ra con giáp nào cả. Chú kia lại hỏi: chú pháp danh gì? Pháp danh tôi quên rồi, vì chưa có bao giờ thầy gọi bằng pháp danh hết á. Tên của tôi là Hữu. Chú có pháp danh rồi hả? Tôi pháp danh là Tâm Tuệ. Chú chuẩn bị sách vở đi học chưa? Chú học ở đâu vậy? Học ở trường Bồ Đề, nhưng mà sách vở chưa có sắm. Trường Bồ Đề thôi hả? Chứ không vào Phật học viện à? Phật học viện sắp sửa khai giảng, các chùa đang chuẩn bị cho các chú tiểu như tụi mình vào đó đó. Phật học viện là cái gì? Ủa, chú không biết hả? Phật học viện là trường dạy cho tụi mình về giáo lý, kinh điển, chữ Hán, các thứ đó. Tôi có học chữ Hán và học kinh ở chùa, thầy tôi dạy đó. Như vậy đâu có đủ, chùa nào cũng có dạy như vậy hết. Nhưng muốn học theo trường lớp, theo chương trình của giáo hội đàng hoàng thì phải vào Phật học viện kìa. Vậy hả? Mà tôi đâu có biết Phật học viện có xa không vậy? Xa, Phật học viện ở tận trong Hội An, cách đây chừng 30 cây số. Vậy làm sao mình đi học mỗi ngày được? Tâm Tuệ cười nói: đâu có đi mỗi ngày, mà mình phải tới Phật học viện ở luôn tại đó mà học. Ở luôn? Đó là chỗ cho tụi mình vừa ở vừa tu vừa học. Vậy chắc ở đó đông bạn bè lắm ha? Dĩ nhiên là đông rồi. Phật học viện nào cũng có khoảng 70-80 tăng sinh ngang tuổi ngang lớp với nhau. Làm sao mình xin vô học tại Phật học viện được? Tâm Tuệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: phải học thuộc hai thời công phu, bốn cuốn luật, học qua giáo lý sơ đẳng phổ thông, chút ít chữ Hán, đâu chừng 3.000 từ là đủ. 3.000 từ lận hả? Rồi phải thi vào, nếu đậu thì được học, không thì thôi.
mà phải có giáo hội hay là thầy bổn sư giới thiệu nữa. Ủa, thầy bổn sư là ai vậy? Chú Hữu ngây thơ hỏi. Tâm Tuệ tuy không lớn hơn chú Hữu bao nhiêu, nhưng cũng nhanh trí biết rằng người bạn mới của mình đã không được may mắn học hành hiểu biết nhiều như mình. Tâm Tuệ nói: Thầy bổn sư là thầy nhận cho chú xuất gia, cạo đầu, đặt tên pháp danh cho chú đó. Hai thời công phu thì tôi biết rồi, nhưng bốn cuốn luật với lại giáo lý sơ đẳng là gì? Làm sao có được để học đây? Chú chưa học luật và giáo lý sơ đẳng hả? Chú lên hỏi thầy, thầy sẽ cho. Nếu ở chùa chú không có bộ luật Sa Di bốn cuốn thì qua chùa Từ Quang tôi tặng chú một bộ. Bộ sơ đẳng Phật học giáo khoa thư bằng chữ Hán cũng có ở bên tôi nữa, tôi sẽ tặng chú. Chú Hữu mừng rỡ ra mặt, cảm ơn bạn mà rưng rưng cả nước mắt. Chú những tưởng suốt cuộc đời mình chỉ biết có thầy, cô Diệu Lan và cây đa trước sân. Không ngờ hôm nay Tâm Tuệ mở ra trước mắt chú một khung trời tương lai đầy ánh sáng. Chú nói với Tâm Tuệ: Vậy chắc thầy của tôi không có bộ luật đó đâu, bởi vì tôi không bao giờ nghe thầy tôi nhắc tới hết á. Hả? Vậy tôi theo chú tới chùa của chú bây giờ liền được không? Chú đi chợ mà. Nhưng mà tôi ghé qua chùa chú xong cái tôi đi chợ sao cũng được. Có sao không? Nghe nói Tâm Tuệ nói đến đó thì im rồi lại nói: Nếu chú đi được mà về không bị la thì tụi mình đi. Nhưng khoan, đợi tôi trả tiền sách cái đã. Trong khi Tâm Tuệ lo tính tiền với ông chủ tiệm, chú Hữu đứng ngẫm nghĩ về số phận mình. Chú ở chùa đã hơn 2 năm mà thầy chỉ dạy cho học 2 thời công phu để mà tụng kinh hằng ngày, sau đó dạy cho chút chữ Hán để mà tập đọc sớ điệp công văn mà cúng đám, chứ chẳng bao giờ dạy chú giáo lý hay kinh luật gì khác. Đứng trước Tâm Tuệ, chú thấy mình sao quê mùa ngốc nghếch. Mà Tâm Tuệ hình như có ý nghĩ gì không tốt đối với ngôi chùa mà chú đang ở thì phải. Cũng may Tâm Tuệ tốt bụng không khinh chê chú. Chú thầm cảm ơn Đức Phật, cảm ơn cây đa đã cho chú gặp người bạn tốt như Tâm Tuệ hôm nay. Khi Tâm Tuệ trả tiền xong, hai chú cùng đi bộ đến chùa Từ Quang. Chùa này cũng nằm trên cùng một con đường với chùa Nghĩa Trũng mà chú Hữu ở, nhưng hai chùa cách nhau xa cả cây số. Vào chùa, Tâm Tuệ đưa bạn vào phòng riêng của mình, rồi lục soạn trong đống sách trên bàn học, lấy ra vài cuốn sách đưa cho chú Hữu. Đây là cuốn luật Sa Di mà tôi nói khi nãy, phải học thuộc lòng. Trong này vừa có cả âm lẫn nghĩa, đáng lẽ phải có người giảng dạy. Nhưng nếu chú không có người dạy thì cứ học thuộc lòng trước đi, rồi sau này sẽ học kỹ hơn. Ở đây tôi có thầy dạy nên học cũng nhanh lắm, độ chừng 2 tháng thì xong à. Chú Hữu nhẩm tính một lúc rồi hỏi: Bao giờ thì Phật học viện khai giảng vậy? Tháng sau, bây giờ đã có người tập trung tại đó rồi, vì còn phải trải qua một kỳ thi nữa. Vậy thì tôi đâu có học kịp. Chú Hữu nói: Chắc là không kịp, nhưng nếu cố gắng hay là đi đại đi. Làm sao? Tức là đến Đại Phật học viện năn nỉ được ở đó mà học. Nếu không cho học thì xin ở đó mà tu cũng được. Xin ở được thì vào học ké cũng đâu có khó khăn gì. Làm vậy cũng được nữa hả? Chú Hữu mừng rỡ hỏi. Tôi nghĩ là được, vì mấy thầy ai cũng thương các chú tiểu như tụi mình. Nếu chú lạy thầy giám diện, nói hoàn cảnh của mình rồi xin ở đó tu học, chắc thầy thương mà nhận. Chú Hữu sung sướng, thấy như mình đã được tham dự vào Phật học viện rồi vậy. Chú cũng thầm cảm phục Tâm Tuệ, người đâu mà lanh lợi quá đỗi. Hai chú đang ngồi nói chuyện với nhau thì thầy của Tâm Tuệ bước ngang cửa phòng. Thấy chú tiểu lạ, thầy bước vào. Tâm Tuệ và chú Hữu cùng đứng dậy chắp tay vái chào. Thầy xoa đầu chú Hữu hỏi: Con ở đâu tới đây? Con ở chùa nào? Giọng thầy nghe ấm cúng tình cảm làm sao. Chú ngước lên trả lời thầy: Dạ, con ở chùa Nghĩa Trũng. À, chùa Nghĩa Trũng. À, thầy con có khỏe không? Dạ, khỏe.
Tâm Tuệ bỗng nói chen vào: Con mới quen chú ngoài tiệm sách Điến Đức. Chú ở chùa 2 năm rồi mà chưa được cho học giáo lý. Chùa Nghĩa Trũng không có kinh sách gì hết, bạch thầy. Thôi, thầy không nói, lẳng lặng đến ngồi bên bàn học của Tâm Tuệ. Tại thầy ấy muốn cho chú trao luyện đức hạnh trước, học hành sau, cũng như người ta nói tiên học lễ hậu học văn đó mà. Chưa chắc hoàn cảnh của chú ấy như vậy là xấu hơn con đâu. Tâm Tuệ tiếp tục nói, và chính lúc này chú Hữu mới nhận thức được rằng trong giọng của Tâm Tuệ hằn lên những bực tức, như thể chú ấy đang nói lên sự bất mãn thay cho hoàn cảnh của mình. Hồi trước chú Tiến cũng ở chùa Nghĩa Chủng ra đó, bạch thầy. Chú ấy cũng giống như chú Hữu bây giờ, may mà. Thôi con à, thầy cắt ngang. Chuyện xưa rồi nhắc lại làm gì, mỗi nơi có một nếp sống, một quy luật riêng, không thể bắt mọi chùa phải sinh hoạt giống nhau được. Nhưng Tâm Tuệ vẫn cứ lý luận. Có cái bắt buộc phải giống nhau chứ, bạch thầy. Thầy ôn tồn vậy: Con chưa đủ lớn để xét việc của người khác đâu con. Thầy nói vậy, Tâm Tuệ mới chịu làm thinh. Thầy từ từ đứng dậy rời phòng. Đến cửa thầy quay lại nói với chư Hữu: Nếu trên bước đường xuất gia con gặp phải những buồn đau trở ngại, hãy xem đó như những thử thách ban đầu của con. Chí càng lớn, gian nan càng nhiều, đừng có nản lòng nghe con. À, con có cần kinh sách gì thì nói với Tâm Tuệ rồi thầy sẽ giúp cho. Những lời thân mật đầy thương yêu của thầy khiến chú Hữu không ngăn được giọt lệ. Chú như kẻ lần đầu tiên nhận được tình cảm từ một vị thầy khả kính trong cửa chùa. Và ngay lập tức chú hiểu ngay rằng có những cái cao đẹp thiêng liêng hiện hữu trên cuộc đời, chỉ tại chú chưa được may mắn để đón nhận mà thôi. Chú bỗng quỳ sụp xuống lại thầy mà nước mắt chảy dài trên hai tay. Thầy đỡ chú đứng dậy hỏi: À, con khổ lắm phải không? Thầy chỉ hỏi vậy thôi là chú bật khóc nấc ra tiếng, không kìm hãm được nữa. Tâm Tuệ đứng bên cạnh cũng ứa nước mắt quay đi. Tâm Tuệ nói: Con biết mà, con biết bạn con cũng bị như chú Tiến trước kia mà. Đó không phải là chùa, ông ấy không phải là thầy. Im! Thầy lớn tiếng cắt lời Tâm Tuệ: Con không được nói vậy. Chuyện ai làm người đó gánh chịu, không dòm ngó lỗi người mà hãy tự xét chính mình. Con không nhớ lời dạy của thầy sao? Thầy không muốn con nhắc tới chuyện cũ của chú Tiến nữa, nghe chưa? Tâm Tuệ cúi mặt dạ, nhưng lòng vẫn như còn ấm ức. Thầy quay sang chú Hữu an ủi: Thầy đã nói với con khi nãy, con hãy nhẫn nại, xem tất cả như những thử thách ban đầu cho chí nguyện xuất gia của con. Khi nào gặp trở ngại lớn không giải quyết được thì tới đây thầy dạy phương cách tốt đẹp cho con. Rồi thầy đi ra. Hai chú ngồi lại trong phòng im lặng chẳng nói gì. Một chập Hữu hỏi nhỏ: Chú Tiến là ai vậy? Chú ấy bây giờ ở đâu rồi? Tâm Tuệ suy nghĩ một lúc nói nhỏ: Nè, chú đừng nói cho thầy biết là tôi nói nghe. Chú Tiến bây giờ ở chùa Phổ Hiền. Hồi đó tôi và chú Tiến cùng học ở trường Bồ Đề. Chú ấy kể tôi nghe chuyện ở chùa Nghĩa Trũng. Sau này tôi bày mưu cho chú ấy. Chú Tiến sắp đi học Phật học viện với tôi đó. Chú bày mưu làm sao vậy? Đâu có gì đâu. Tôi nói chú ấy nói với ba má rằng chú ấy không muốn tu nữa. Ba má chú đem chú về nhà, rồi chú xin ba má cho đi tu lại ở chùa Phổ Hiền. Chú Hữu ngồi lặng thinh một hồi. Chú hỏi: Sao ổng xin từ chùa Nghĩa Trũng qua chùa Phổ Hiền luôn mà lại đi về nhà rồi xin đi lại, mất công quá vậy? Tâm Tuệ cười: Tại vì đi từ chùa Nghĩa Chủng thẳng qua Phổ Hiền thì thầy ở chùa Nghĩa Chủng sẽ trách thầy ở chùa Phổ Hiền sao dụ dỗ đệ tử của mình. À, té ra là vậy. Mà chú Tiến kể cho chú nghe chuyện gì ở chùa Nghĩa Chủng? Tâm Tuệ nhìn bạn ngập ngừng. Chú ấy nói ở chùa đó chú không được học hành gì cả mà chỉ làm việc suốt ngày.
Chư Hữu thở dài. Tại vì chùa đâu có ai đâu, mình cũng phải làm thôi. Mình ăn ở tại đó thì phải làm việc chứ làm sao nữa. Biết là vậy rồi, nhưng mình đi tu đâu phải là để làm việc suốt đời như vậy. Vậy chú không làm việc gì trong chùa này hết hả? Không phải, làm việc thì chú tiểu như tụi mình ở đâu cũng làm hết. Quét sân, quét chánh điện, lau bàn ghế, thỉnh chuông, tụng kinh. Nhưng ngoài công việc ra phải có tu học nữa. Tôi có tụng kinh niệm Phật và học chữ Hán mỗi ngày. Như vậy chưa đủ. Chú nên biết ha, tôi học hết 4 cuốn luật bằng chữ Hán nè, rồi cả bộ sơ đẳng Phật học giáo khoa thư nè, lịch sử Phật giáo nè, Phật học phổ thông cuốn 1 và cuốn 2 nữa. Vậy mà thầy vẫn gửi tôi đi học ở Phật học viện. Thầy đâu có muốn giữ tôi lại đây hầu hạ thầy để rồi tôi thành người dốt đâu. Chư Hữu cúi mặt xuống tủi thân, tâm tuệ an ủi. Tôi nói vậy chú đừng có buồn, đừng có giận tôi nghe. Tôi nói thiệt á, tôi biết chú Tiến ở đó, rồi bây giờ thêm chú nữa, tôi muốn giúp chú thôi mà. Chắc là không có giúp được gì đâu, tôi với chú Tiến khác nhau lắm á. Bà má chú Tiến thương chú, ngày chú đòi về thì cho về liền à, đòi đi chùa khác á cũng cho đi chùa khác liền à. Còn ba má tôi á, không có cho phép tôi làm vậy. Tôi giống như con của thầy ở đó, ba má tôi đâu có nhận tôi trở về lại nhà đâu. Tâm Tuệ cảm thương cho bạn mình, ngồi ứa nước mắt. Một hồi Tâm Tuệ nảy ra ý kiến mới, liền nói cho bạn nghe. À, hay là chú xin thầy cho chú vô Phật học viện học. Nếu thầy cho đi, chú ở luôn tại Phật học viện, không trở về nghĩa chủng nữa. Nhưng mà như vậy thì tội nghiệp cho thầy quá à. Tôi không có muốn bỏ thầy đi luôn. Nhưng ở đó chú đâu có tương lai, huống chi chú cũng phải đi học chứ. Bộ tội nghiệp thầy rồi ở bên thầy suốt đời hả? Tôi cũng biết vậy, nhưng mà tôi vẫn thương thầy. Thầy, tôi thấy khó bỏ thầy mà đi xa quá à. Với lại á, tôi biết thầy không có cho tôi đi học Phật học viện đâu. Bởi vì tôi mà đi á thì đâu có ai giúp việc trong chùa cho thầy. Đừng có lo chuyện đó mà. Hồi chú chưa đến đó chùa cũng đâu có ai, có làm sao đâu. Mà chú nói vậy có nghĩa rằng thầy muốn giữ chứ ở lại chùa để giúp thầy thôi chứ gì. Như vậy thì thầy đâu có thương gì chú. Chư Hữu ngồi suy nghĩ một lát thì nói. Để tôi về tôi tính lại coi. Thôi bây giờ tôi phải về đi chợ. Không thôi á. Không thôi, cô Lan với bếp La phải không? Mà sao chú biết? Biết chứ sao không biết. Cô ấy nổi tiếng mà, ai lại không biết. Nổi tiếng là bà chủ của chùa Nghĩa Chủng đó. Chú Hữu nhìn bạn, vẻ mặt vừa ngơ ngẩn vừa buồn bã khi nghe vậy. Một lúc ngắn, chú mới giật mình đứng dậy cáo từ. Tâm Tuệ bỏ kinh sách mình tặng bạn vào một túi ni lông đưa cho Hữu, rồi đưa bạn đến cổng Tam Quan. Khi chú Hữu định đi, Tâm Tuệ gọi lại. Nè, nếu học mấy cuốn này thấy không hiểu chỗ nào, chú qua đây tôi nói cho chú nghe. Chỗ nào tôi không nói được thì nhờ thầy tôi giảng, đừng có ngại nghe. Thôi, chú về ha. Khoan đã. Để tôi kể chú nghe câu chuyện ngắn này nha. Mẹ của thầy tôi lâu lâu đến chùa ở lại tuần lễ hay nửa tháng. Những ngày ở lại đây, bà ấy hay sai bảo mấy người Phật tử đến chùa làm việc này việc nọ, có khi còn sai tôi làm nữa. Vậy hả? Ban đầu tôi nghĩ bà ấy là mẹ thầy, mà lại là người lớn tuổi như bà nội bà ngoại của mình, nên bà sai việc tôi làm đó. Nhưng sao tôi thấy bà có vẻ quá chớn, muốn tỏ ra mình là mẹ của thầy, nên tôi phản đối, không chịu làm. Bà ấy lên thưa với thầy tôi, nói rằng tôi bướng bỉnh, không nghe lời bà. Chú biết thầy tôi phản ứng làm sao không? Chú Hữu trả lời ngay. Kêu chú lên la cho một trận, còn không á thì bắt quỳ nhang chứ gì. Tâm Tuệ cười nói. Không phải, thầy tôi nói với bà ấy rằng tôi làm như vậy là đúng. Ủa, sao kỳ vậy? Thầy nói rằng tôi đến đây xuất gia làm đệ tử thầy, chứ không phải để làm đệ tử của bà ấy. Cho dù bà ấy là mẹ của thầy
bà cũng không có quyền sai bảo một chú tiểu ở chùa làm việc này việc nọ. Chỉ có quý thầy mới có quyền sai bảo các chú thôi. Thầy còn nói là ba má tôi xin cho tôi được làm đệ tử thầy vì kính mến ngưỡng mộ thầy, chứ không phải ngưỡng mộ mẹ thầy. Nè, còn nữa nha, không thể lấy cái chuyện trật tự ở ngoài đời mà áp dụng vào chùa. Một chú tiểu tuy nhỏ tuổi nhưng cả tính mạng và tâm hồn đã trao phó cho lý tưởng phụng đạo, cho nên không ai được phép lấy quyền hạn thân thích hoặc dựa vào tuổi tác, dựa vào chức quyền mà sai bảo chú tiểu ấy. Như vậy á thì mẹ thầy cũng không có quyền nạt nộ, sai bảo hay chửi mắng tôi. Thầy nói với mẹ thầy thế nào nữa chú biết không? Sao hả? Tôi chỉ nghe lén thôi á nha. Mẹ thầy nghe thầy nói thì giận lắm bỏ về. Nhưng mấy hôm sau bà trở lại chùa, tự tay quét dọn rồi làm những việc lặt vặt trong chùa. Bà ấy không đứng chỉ tay sai hết người này tới người khác nữa. Thầy nói với bà ấy cái gì nữa mà bà giận rồi sau đó thay đổi vậy? Thầy nói mẹ không phải là người xuất gia, mẹ sai bảo các chú tiểu ở chùa thì mẹ sẽ bị tổn phước lắm đó. Vì các chú tiểu đến chùa là để học làm Phật ngay trong kiếp này. Cho dù không thành Phật thì các chú cũng sẽ trở thành những vị tăng sĩ đi theo con đường của Phật. Các chú bỏ nhà đi tu không phải để đến chùa làm tôi tớ cho mọi người sai bảo. Chú Hữu nghe đến đó thì trong lòng bị kích động, sực nhớ lại vị trí của mình ở chùa. Dù trước đây chú vào chùa chỉ vì hoàn cảnh gia đình cũng như chính thân phận èo uột khó nuôi của chú, nhưng sau một thời gian ở chùa thì nếp sống đạo, những thời kinh, tiếng chuông chùa, bài học giáo lý cũng ít nhiều thấm vào tâm hồn xanh tươi hồn nhiên của chú. Trong thâm tâm, chú biết rằng có cái gì không ổn trong đời sống hàng ngày của chú ở chùa hiện nay, nhưng chú không tìm thấy được hoặc không có khả năng để nhìn thấy. Bây giờ những lời của tâm tuệ làm chú hiểu được loáng thoáng con đường cao đẹp của mình. Một chú tiểu bỏ nhà xuất gia để học làm Phật. Chú như một kẻ bị bỏ quên lâu ngày, tưởng mình tầm thường nhỏ mọn, nay được người khác nhắc nhở ca ngợi con đường thiêng liêng mình đang dấn bước thì thấy bàng hoàng, chấn động, đến nỗi tim chú đập mạnh lên từng hồi. Tâm tuệ nói tiếp. Thầy còn nói tiếp rằng, chú tiểu là người cất bước đi tìm một phương trời cao rộng mà không một người lớn nào ở thế tục có thể làm nổi. Con đường của tụi mình là như vậy đó, không thể tự khinh thường mình rồi bỏ quên chí nguyện xuất gia cao cả. Hay quá ha. Chú Hữu nghe bạn nói xong thì sa lệ. Chú cảm ơn tâm tuệ. Hai chú chắp tay chào nhau rồi chia tay. Khi chú bước vào cổng chùa đã trông thấy cô Diệu Lan ngồi chờ ở cửa bếp. Mặt cô ấy hầm hầm. Chú đặt mấy trái xoài xanh và tiền lẻ thối lại trên bàn không nói lời nào. Cô Diệu Lan đầy nghiến. Cảm ơn chú nghe, đi nhanh quá làm tao hết muốn ăn rồi. Chú lặng thinh không đáp, quay đi về phòng riêng của mình. Ngay lúc đó, thầy từ trên chánh điện xăm xăm bước xuống, chặn chú giữa đường hỏi. Chú đi đâu giờ này mới về? Ra chợ mua trái xoài mà mất mấy tiếng đồng hồ hả? Chú cúi mặt chẳng dám nói thật. Con ghét tiệm sách, con coi mấy cuốn sách. Tôi có biểu chú ghé coi sách không? Dạ không có. Không sao chú làm? Dạ. Bây giờ to gan lắm rồi, muốn làm gì làm nấy mà, phải không? Dạ, dạ bạch thầy, từ nay về sau con không dám vậy nữa. Thầy im lặng ngó cô Diệu Lan. Cô Diệu Lan nguýt thầy một cái, ngó chỗ khác, nói. Nói vậy, ăn thua gì? Thầy liền hét lên. Chú lập tức lên chùa quỳ một cây nhang rồi sau đó tụng một thời kinh sám hối, nghe chưa? Dạ. Chú dạ nhỏ một tiếng rồi về phòng. Tiếng cô Diệu Lan còn văng vẳng sau lưng chú. Quỳ nhang mà thấm tháp gì với nó, quánh cho nó một trận mới hả giận chứ. Dạy trò mà dạy như thầy, làm sao mà nó nên thân nổi. Thầy nói. Thôi mà, phát vậy được rồi. Tôi thấy là chưa có được. Lần sau á thầy để tôi dạy nó, dạy kiểu thầy chẳng có kết quả gì đâu. Tới tay tôi hả thì nó phải biết rồi. Chú Hữu không dám thưa thầy về dự tính nhập học Phật học viện. Chú chỉ lén lấy kinh sách của tâm tuệ cho mà tự học một mình trong phòng riêng. Phật học viện đã sắp đến ngày khai giảng rồi mà chú cũng chưa thuộc hết 4 cuốn luật.
trình độ thấp kém của chú không sao có thể tự học nổi. Đêm nằm trằn trọc, chú quyết định ngày mai sẽ lại thầy mà xin đi học xa. Nghĩ đến đời sống tu học vui vẻ với chúng bạn cùng trang lứa nơi Phật học viện, chú thấy sung sướng và nghe nôn nã rạo rực trong lòng. Buổi sáng thầy đang ngồi viết sớ, viết bùa cho một đám ma nào đó. Chú rón rén đến gần thầy hai ba bận rồi quay đi, chưa đủ can đảm để thưa thiệt với thầy ước muốn của mình. Đang ngập ngừng, do dự, nghĩ lời để thưa thầy, chú bỗng nghe tiếng cô Diệu Lan dưới bếp la ơi ới. Chú chưa kịp phản ứng sao thì thấy thầy đã đứng phắt dậy, chạy nhanh xuống phòng cô ấy. Vừa chạy thầy vừa nói với chú: "Nhanh, nhanh lên, chạy đi kêu xích lô cho thầy, nhanh lên." Chú lật đật chạy dù ra ngoài, chẳng biết ất giáp gì. Có lẽ cô ấy bị trúng gió. Thầy sao biết hay quá, nếu không có thầy chắc chú chẳng biết phải làm gì. Bác xích lô chở chú chạy nhanh về chùa. Bác vừa dừng xe ở sân chùa đã thấy thầy dìu cô Diệu Lan bước ra. Chú thấy mặt cô ấy xanh mét, cô ôm bụng la rên thật thảm. Bác xích lô giữ cho xe khỏi chổng gọng trong khi thầy đỡ cô Diệu Lan lên xe. Thầy bảo bác chở xuống nhà thương hộ sinh. Chú biết nhà thương chứ không hiểu hộ sinh là gì. Thầy bảo chú coi chùa rồi thầy phóng xe gắn máy chạy theo xích lô. Chú mất cơ hội để xin thầy đi học. Còn có vài tuần nữa là Phật học viện khai giảng. Chú nôn nóng chịu không nổi, bèn đóng cửa chùa chạy qua chùa Từ Quang để kiếm chú Tâm Tuệ. Tâm Tuệ thấy chú thì mừng rỡ, đưa vào phòng hàn huyên. Tâm Tuệ cho biết chú ấy đang thu xếp để vào Hội An dự thi và nhập học Phật học viện. Tâm Tuệ hỏi về chuyện xin đi học của chú Hữu, chú buồn buồn đáp: "Tôi định thưa thầy á, thì cô Diệu Lan bỗng dưng đau bụng, thì đưa cô ấy tới nhà thương hộ sinh rồi, chắc là cô đau nặng lắm á, tôi thấy thầy lo lắng dữ lắm." "Nhà thương hộ sinh? Ừ, vậy là cô ấy đi sanh đó." "Hả? Sanh con, sanh em bé hả? Chứ còn gì nữa, thiệt là quá chứ à, nhục ơi là nhục." "Sao mà nhục?" "Chú không biết thật hả? Thì cô ấy với thầy ấy có con với nhau đó." "Đâu có thể làm như vậy được. Trời ơi, xấu hổ quá đi. Chú phải dời ngay cái chùa đó ngay lập tức nha. Đó không phải là chùa đâu. Tôi nói rồi mà chú không có tin. Bây giờ chú thấy chưa? À, chú Tiến kìa. Chú Tiến đến chơi, nhờ chú ấy giúp chú được lắm á." Từ ngoài sân, một chú tiểu to cao, đâu khoảng 17-18 tuổi bước nhanh vào. Tâm Tuệ bước ra đón. Chú Hữu rụt rè bước theo. Ba chú chào nhau. Tâm Tuệ giới thiệu hai người rồi cùng kéo nhau vào phòng. Tâm Tuệ kể hoàn cảnh của chú Hữu cho chú Tiến nghe. Tiến cười ồ ồ, giọng chú như giọng dịch đực. Chú giải thích một cách mạch lạc cho Hữu nghe: "Đó không phải là chùa, ông ấy cũng không phải là ông thầy. Đúng ra chỉ là một cái nhà thờ Phật của một ông thầy cúng, một ông thầy Pháp. Họ ăn mặn phải không? Chú ở đó thì biết quá rồi mà, đâu có ăn chay ngày nào đâu. Những ông thầy đó còn lấy vợ có con, lợi dụng ngõ đạo để làm ăn, mưu sinh bằng nghề cúng đám chứ chẳng có lý tưởng xuất gia xuất trần gì hết. Ai thiệt xui xẻo mới lọt vào đó để chôn cả cuộc đời tu. Tôi đã lầm lẫn rồi, nay tới chú. Chú biết rồi thì tốt hơn rời nơi đó sớm chừng nào tốt chừng đó." Chú Hữu nghe xong rúng động tim gan, người chú sụi xuống, xanh mét, thất vọng não nề. Ngay lập tức chú hiểu hết. Chú ôn lại cách thầy đối xử với mình, cách thầy và cô Diệu Lan giao tiếp với nhau, cách sinh hoạt của chùa với sự thờ ơ khinh bỉ của những người Phật tử bên ngoài. Chùa chú ở không bao giờ có Phật tử tụ tập đông như các chùa khác. Quanh năm suốt tháng chỉ có thầy, cô Diệu Lan và chú. Thỉnh thoảng mới có một gia đình lầm đường lạc lối đến xin làm lễ đám ma. Đi đám ma cho người ta, thầy ra giá cả y như những người buôn bán ngoài chợ. Bây giờ thì chú hiểu hết. Chú buồn tủi cho mình, ngồi cúi mặt nhìn xuống đất. Chú Tiến an ủi: "Chỉ còn một con đường thôi là phải lập tức rời ngôi chùa đó. Chú đi tu không phải để làm đầy tớ cho những người không có chút tâm đạo như vậy. Họ chỉ lợi dụng đạo mà thôi." Chú Hữu không nói. Chú biết hoàn cảnh của chú khác với hoàn cảnh của chú Tiến.
Chú Di là đứa con của thầy chứ không phải là một đứa trẻ đến chùa xin xuất gia với ý thích, chí nguyện hay một mục tiêu dạch sẵn. Cha mẹ chú sẽ không đón chú về, cho dù họ có biết thầy chú thực ra chẳng phải là ông thầy tu. Cha mẹ chú đâu có mong đợi là cho chú đi tu với một vị thầy chân chánh gì đâu. Họ chỉ gửi chú vào đó để khỏi phải nuôi một đứa con khó nuôi mà thôi. Như vậy chú trở thành con của thầy rồi. Chuyện lý tưởng xuất gia là chuyện khác. Chú nói với chú Tiến về tâm tuệ, hoàn cảnh của mình. Tâm tuệ nói: Tôi biết rồi, trước đây chú đã kể cho tôi nghe, nhưng chú phải tìm lối thoát cho chú chứ. Dù thế nào thì ông ấy cũng đâu phải là cha ruột của chú đâu. Nhưng mà thầy nuôi tôi từ mấy năm nay rồi? Từ lúc chú 11 tuổi đến nay chỉ mới có 2 năm. Nhưng 2 năm đó chú làm việc cực nhọc để đổi lấy mấy bữa cơm không tình cảm. Hơn nữa cơm chùa là của bá tánh chứ đâu phải của ông thầy. Nói thầy nuôi là nói cho gọn cho dễ hiểu. Chứ thật ra một người xuất gia ở chùa chỉ mang ơn cơm gạo của bá tánh mà thôi. Ông thầy không có công nuôi nấng cơm ăn áo mặc gì hết. Nhất là một ông thầy đám thầy cúng. Ông ta chỉ đào tạo chú thành một người phụ tá để đi cúng kiếm tiền, để sai làm việc trong chùa thôi. Mỗi ngày đi cúng đám với ông ấy là chú đã tự kiếm miếng cơm cho chú, chứ có phải ông ấy nuôi chú đâu. Ông không có nuôi chú ngày nào hết, nghĩ lại đi. Chú Tiến nói một hơi với giọng đàn anh như vậy. Chú Hữu còn đang phân vân thì chú Tiến lại tiếp: Ở đó chú không được dạy dỗ gì hết, chú nhớ lại xem. Suốt năm suốt tháng chú không được dạy dỗ điều gì hay ho hết, chỉ có sai vặt, đấm bóp, đi chợ, giúp cô Diệu Lan xách nước cho cổ tắm. Toàn là ba cái chuyện bá lát bất công à, tôi nói có đúng không? Tôi có ở nghĩa trũng một thời gian đó chú à, chú tin tôi đi. Suốt đời ở đó chú vẫn cứ là một người để sai vặt mà thôi. Tâm Tuệ chen vào: Chú Tiến biết không, cô Diệu Lan á vừa mới đi nhà thương hộ sinh đó, có thầy lái xe gắn máy theo hộ tống. Chú Tiến thả sụi hai vai xuống, ra dáng muốn xỉu. Ôi trời ơi, chú Tiểu đây có rồi mà thầy còn kiếm thêm chú Tiểu khác chi vậy nữa thầy? Nói ngang đây, Tiến bỗng ngay người lại, nói giọng nửa giỡn nửa thiệt: À, vậy là chú Tiểu sắp ra đời sẽ là trụ trì tương lai, vì nó là con ruột của thầy ấy, còn chú chỉ là con nuôi thôi. Trước sau gì rồi chú cũng phải cuốn gói ra khỏi chùa. Có một đứa con ruột ra đời, chú càng bị đối xử tệ hơn đó. Chú tính chuyện sớm đi. Chú Hữu càng nghe càng bối rối, chẳng biết tính sao. Tâm Tuệ thấy tội nghiệp nói: Tôi định bụng là nếu tôi với chú Tiến xin vào Phật học viện được, hai đứa chúng tôi sẽ lên xin thầy giám viện cho chú vào đó ở tu rồi học dự thính một thời gian. Sau đó nếu chú học kịp thì xin học chính thức luôn. Nhưng phải có thầy bổn sư giới thiệu mà, hôm trước chú nói vậy đó. Chú Tiến trả lời thay Tâm Tuệ: Đó là theo nguyên tắc, chứ hoàn cảnh của chú thầy nào nghe cũng sẽ hết lòng giúp đỡ. Chẳng hạn như thầy của Tâm Tuệ hay thầy tôi ở chùa Phổ Hiền cũng có thể giúp chú được. Chú Hữu sáng mắt mừng rỡ: Vậy hả? Nhưng rồi mặt chú lại chùng xuống. Chú nhớ đến chùa mình, nơi đó chú không hiểu có cái gì đó khắng khích với mình lắm. Đến nỗi khi nghĩ đến chuyện bỏ đi, dù sung sướng cách mấy, chú cũng nghe đau nhói ở bên trái ngực mình. Chú không phân định được cái gì đã níu kéo ràng buộc tâm hồn mình. Lòng chú bỗng buồn vô hạn. Chú nói với hai chú kia với giọng không mấy tin tưởng rằng mình sẽ quyết định tìm một cuộc sống mới. Có hai chú hay quý thầy giúp thì tôi mừng lắm á. Nhưng mà tôi không biết tôi có đi được không nữa. Thôi, hay là mấy chú cứ vô Phật học viện đi. Khi nào mà nghỉ học về đây á thì mấy chú ghé cho tôi biết rồi tôi mới tính được. Chú Tiến nói: Cái đó tùy chú thôi, hai đứa tôi sẽ cố gắng giúp chú thoát khỏi đó rồi vào Phật học viện. Chú chưa tính được bây giờ thì từ từ chậm rãi mà tính. Nhưng chân thành mà nói nghe, tôi khuyên chú bằng cách nào cũng phải tính chuyện rời khỏi cái chỗ hắc ám đó nếu chú thật sự muốn trở thành một người xuất gia chân chính. Còn như chú muốn trở thành thầy đám thầy cúng thì tôi không bàn tới nữa đâu. Ba chú từ biệt nhau ở cổng Tam Quan. Tâm Tuệ còn gắng níu chú Hữu lại, căn dặn kỹ càng với giọng cảm động:
Thầy tôi có dặn chú hôm trước là khi nào chú có chuyện khó xử thì đến thầy, thầy sẽ giúp chú. Chú nhớ nghe, đừng để ai ăn hiếp hành hạ chú á. Chú Tiến cũng nói, có hàng trăm chùa sẵn sàng giang tay đón nhận những chú tiểu xuất gia như chú. Hoàn cảnh của chú, không có chùa nào từ chối chú đâu, chú nhớ nghe. Chú Hữu nghe lời dặn dò của hai bạn mà chảy nước mắt. Chú không ngờ chú có thể có được những người bạn tốt như hai người bạn này. Các chú chắp tay vái chào nhau, chú Hữu vội vã trở về chùa. Vừa bước vào cổng, chú thấy thầy tay cầm roi đứng chực sẵn. Thầy giục cho chú mấy roi vào lưng, vào vai. Đau quá chú chạy ra sân, thầy rượt theo hét: Đứng lại không, tôi đuổi luôn ra ngoài đường đó. Chú không dám chạy nữa, đứng lại chịu đòn. Thầy chẳng nói chẳng rằng, quất chú túi bụi bằng chiếc roi may mà khi nào nóng giận lắm thầy mới cầm đến để phạt chú. Chú té xuống đất, thầy cũng chẳng tha, quất bừa lên người chú. Chú lăn qua lăn lại để tránh đòn, nhưng vẫn không thoát được những lần roi đau xé thịt da. Thầy ngưng tay rồi, chú mới lồm cồm ngồi dậy khóc thút thít. Thầy gằn giọng: Tôi bảo chú giữ chùa mà chú bỏ đi đâu? Lỡ ăn trộm vô hốt hết đồ thì sao? Dạ, con đã có khóa cửa rồi mà. Khóa cửa mà ăn nhầm gì? Tôi hỏi chú đi đâu? Dạ, con ra tiệm sách. Ra tiệm sách làm cái gì? Tôi có biểu chú đi không? Dạ. Kinh sách ở chùa chú học có hết đâu, chữ Hán học đã hết đâu. Bộ tôi dạy chú không đủ sao mà còn đi kiếm thêm sách về học? Làm như là hiếu học lắm vậy. Đi vô rửa mặt. Dạ. Chú còn tái phạm tôi đuổi chú về với ba má chú lập tức đó. Dạ dạ, con không dám nữa. Dạ. Chú đứng dậy vái chào thầy rồi vào trong. Thầy thì vào phòng cô Diệu Lan lay hoay soạn đồ đạc gì đó. Chú vào phòng kiếm dầu xức lên các vết xước và bầm trên người, thấy đau rát cả người. Một lúc thầy ôm một gói đồ lớn ra cột phía sau xe gắn máy. Hữu! Chú dạ rồi chạy ra sân. Thầy gọi con. Coi chùa nghe chưa? Dạ. Thầy đi xuống nhà thương, tối mới về. Nếu dạ. Sau 10 giờ không thấy thầy về, chú cứ đóng cửa nẻo kỹ lưỡng rồi đi ngủ, nghe chưa? Dạ. Chú đáp mà trong lòng thấy vui vui. Chú chẳng hiểu sao bây giờ chú lại thấy vui vui khi thầy đi vắng. Chú phụ giúp thầy ràng bao đồ sau xe. Thầy đang hầm hầm bỗng đổi vui, vừa cười vừa nói: Cô Lan sanh đứa con trai. Vậy hả thầy? Ừ. Chú Hữu hỏi lại cho có lệ. Thầy có vẻ vui lắm, nếu không thì thầy còn đánh phạt chú nặng nề hơn nữa. Chú nghĩ vậy, đứa bé trai mới chào đời chẳng dính dáng gì đến chú để có thể cho chú niềm vui. Nhưng cũng nhờ nó mà thầy nhẹ tay với chú hôm nay mà thôi. Khi thầy đi rồi, chú lẩn thẩn bước ra sân, đến ngồi dưới gốc cây đa. Những rễ má chằng chịt của cây đa rủ xuống quanh chỗ chú ngồi. Chú thấy ấm lòng khi ngồi dưới gốc đa, người bạn thân thuộc của chú. Chú nói với cây đa: Đa ơi, sao mà tôi khổ quá vậy đó? Thầy đánh tôi nè, đã thấy không vậy? Ở đây nè, đánh cái chỗ này sướt hết miếng da luôn á, chảy máu tùm lum mà, đã thấy không? Còn chỗ này nữa nè, chưa chi mà bầm tím hết trơn à. Từng lần đây nữa nè, đau lắm đứa đau ơi, không ai cản thì hết trơn à, đã thấy không? Hồi mà tôi ở nhà, ba má tôi đâu có đánh tôi vậy. Ba má tôi thấy tôi ốm yếu, không có bao giờ đánh tôi hết đó. Ba má tôi cứ tưởng đâu á là thầy tôi hiền lắm, không có đánh tôi đâu. Vậy mà thầy đánh tôi hoài. Ba má tôi đâu có biết đâu. Mà tôi cũng có dám nói ba má tôi nghe nữa. Tôi đâu muốn ba má tôi buồn. Đã thấy tôi có hư không? Tôi đâu có hư phải không? Tôi chỉ có đi qua chùa của bạn tôi một chút thôi mà. Tại bạn của tôi á, sắp sửa đi học xa rồi, tôi phải qua đó để từ giả bạn tôi chứ.
Bạn tôi tới hai người lận, người nào cũng được đi học hết á. Trời ơi, bạn tôi sướng lắm, được thầy thương, không có bị ai mắng chửi, đánh đập, ăn hiếp hết á. Còn tôi, sao mà tôi khổ quá vậy? Trời ơi. Cây đa như lắc lư xào xạc cả lá cành để an ủi chú. Chú ngồi đó mà khóc cho đến khi trời tối mới từ giã cây đa mà vào trong. Ngồi nơi bàn học trong phòng riêng của mình, nhìn sách vở bút tập, nhìn mấy cuốn luật mà Tâm Tuệ tặng, chú bỗng thấy nỗi háo hức đi học xa ùn ùn nổi dậy. Chú khát khao được vào Phật học viện biết bao. Chú tự nhủ, mà không lẽ mình cứ ở suốt đời tại đây để tối ngày đi cúng đám rồi làm những công việc lặt vặt như vậy hoài sao? Chú đứng dậy đi vòng vòng trong phòng rồi lại ngồi xuống trước bàn học. Tại sao mình không nhân cơ hội thầy đi vắng, mình bỏ chùa trốn theo chú Tiến với Tâm Tuệ luôn đi? Hai chú ấy nói á, là quý thầy ở chùa nào cũng vui lòng nhận mình đến ở trơn à. Quý thầy khác á, đâu có giống như thầy ở đây, như thầy của Tâm Tuệ đó. Thầy ấy sao mà hiền, mà thương Tâm Tuệ quá chừng luôn, rồi thương cả mình nữa. Ở chùa khác á, cũng đâu có ai giống như cô Diệu Lan, đụng đâu là sai đó, chửi đó, có khi còn cãi lộn với thầy nữa. Thầy còn nể sợ cô ấy thì làm sao mà cô ấy không ăn hiếp mình chứ? Nghĩ vậy, chú Dục đứng dậy ra cổng chùa nhìn xem thầy đã về chưa. Rồi chú trở lại phòng, đứng tần ngần phân vân một lúc. Cuối cùng chú vội vàng thu xếp hai bộ áo quần cùng một ít kinh sách của mình vào trong một cái bao ni lông lớn. Xong chú khép cửa phòng lại, đi quanh khóa chặt các cửa để ăn trộm khỏi vào lấy đồ của chùa. Rồi chú ôm gói đồ Dục chạy ra ngoài. Nhưng đến ngang cổng Tam Quan, chú bỗng khựng lại. Chú thấy sao mà khó lòng bỏ đi một cách âm thầm lén lút như vậy. Có cái gì đó níu kéo chú mà chú không hiểu nổi. Mấy năm nay sống bên một vị thầy nhu nhược sợ đàn bà, ít suy nghĩ, ít tình cảm, và một người đàn bà đanh đá hiểm ác, lúc nào cũng sẵn sàng hoác rộng miệng ra để chửi rủa tru tréo. Chú thấy không lưu luyến gì với họ cả khi quyết định rời họ mà đi ngay lúc này. Nhưng sao trong lòng chú vẫn nghe một cái gì đó buồn buồn, dương dấn. Dường như nơi cảnh chùa nhỏ hẹp buồn tẻ này vẫn có cái gì êm đềm khắng khích với tâm hồn chú, vuốt ve những đau buồn tủi nhục của chú hằng ngày. Chú thấy quặn đau trong lòng khi đứng nơi cổng Tam Quan với ý nghĩ nhìn lại ngôi chùa lần cuối trước lúc từ biệt. Dùng dằn một lúc, chú thở dài rồi lững thững quay trở vào trong, không đi nữa. Chú ném gói hành lý của mình trên giường. Chú bước lên chánh điện, đi quanh các bàn thờ, nhìn thật kỹ những tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng hộ pháp và các khuôn hình quen thuộc trên bàn thờ vong linh. Chú nhớ những thời tụng kinh của mình từ khi mới vào chùa đến nay. Chắc là cả ngàn lần chú tụng kinh nơi chánh điện này rồi. Những lần đó có khi có thầy, có khi chỉ mình chú. Chú thích tụng kinh lắm, nhưng hình như chuyện tụng kinh không phải là điều làm chú lưu luyến. Chú có thể tụng kinh ở một ngôi chùa khác với thầy khác hoặc các chú tiểu khác. Chú đứng mãi nơi chánh điện mà chẳng hiểu chú luyến tiếc gì nơi đây, và chú cũng thật tình chẳng biết phải làm gì ngay lúc này nữa. Chỉ thấy một nỗi buồn tràn ngập trái tim nhỏ bé của mình. Bỗng chú nghe thấy tiếng xe gắn máy của thầy chạy vào sân chùa. Chú lật đật rời chánh điện trở về phòng mình, cất giấu gói hành lý. Chú ra đón thầy ở cửa hông của chùa. Vừa khóa xe, thầy vừa nói: "Trời, thằng nhỏ dễ thương hết sức vậy." Chú chẳng nói gì. Chú nhớ đến Tâm Tuệ và chú Tiến. Các chú ấy cho rằng thầy và cô Diệu Lan đã có con với nhau, có nghĩa rằng thằng bé mới chào đời là con thầy. Hèn chi thầy vui quá.
y hệt ba chú mừng thằng Cu Đen em út của chú lúc nó mới được mẹ chú sanh ra vậy. Ngày nào thầy cũng lái xe gắn máy mang cơm mang nước gì đó cho cô Diệu Lan. Đầu khoảng tuần lễ thì thầy đưa cô ấy cùng thằng bé sơ sinh về chùa. Thằng bé được thầy hay cô Diệu Lan đặt tên là Mừng. Chắc thầy mừng quá không nghĩ ra được cái tên nào khác, bèn đặt đại theo xúc cảm của thầy thôi. Cô Diệu Lan hay sai chú quạt lò than đặt dưới giường cho cô. Khi thằng Mừng khóc, cô bảo chú đu đưa cái nôi cho nó nín, rồi cô tập cho chú thay tả cho nó nữa. Chú ghét nhất là công việc thay tả này, một tay bịt mũi một tay thay. Chú bị cô Diệu Lan chửi cho một hồi. Làm gì dữ vậy? Em nó có ăn uống gì đâu mà cứt em thối. Bịt mũi? Bịt mũi hả? Có ngày bị quả báo sứt mũi cho mà coi. Những ngày cô nằm dưỡng, chú thật là cực nhọc. Hầu như suốt ngày chú thường trực dưới phòng cô để giật cô sai bảo, và cũng để ẵm ru thằng Mừng cho cô ngủ ngon giấc. Thầy bảo vậy, vừa lo việc chùa, chú còn phải lo cho cả hai mẹ con cô Diệu Lan nữa, thật là cực nhọc. Chú nhớ hồi thằng Cu Đen em chú chào đời, ba má chú đâu có bảo chú làm gì. Chú thấy chán nản lắm, nhưng chú cứ bặm môi, cúi mặt mà làm tất cả những gì thầy và cô sai bảo. Có lúc đang ngồi đưa nôi cho thằng Mừng, chú bỗng nảy sinh ý nghĩ bỏ chùa mà đi. Nhưng chú nghĩ, có lẽ giờ này Tâm Tuệ và chú Tiến đã đi vào Hội An để dự cuộc thi tuyển vào Phật Học Viện rồi. Chú có trốn đi thì cũng chẳng ai hướng dẫn và giúp đỡ. Thôi thì đành cắn răng mà chịu. Huống chi chú vẫn còn quyến luyến gì đó nơi chùa này, đến nỗi mỗi khi nghĩ đến chuyện đi thì tự dưng thấy đau đau ở trái tim. Chiều đó cô Diệu Lan lại sai chú đi mua đồ, mua sữa bò cho thằng Mừng. Chú nghĩ bụng, phải nhân cơ hội này ghé chùa Từ Quang thăm Tâm Tuệ, hy vọng chú ấy và chú Tiến chưa đi Hội An. Quả nhiên Tâm Tuệ chưa đi, chú Hữu mừng lắm, bước vào phòng bạn là hỏi dồn. Tôi tưởng đâu chú đi luôn rồi chứ, chừng nào mới đi? Chú Tiến có qua đây đi chung với chú không vậy? Mấy chú đi chừng nào thì về thăm? Tâm Tuệ nói mà giọng có vẻ ái ngại, sợ bạn buồn tủi. Sáng mai hai đứa tôi đi rồi, tối nay chú Tiến qua đây ở lại một đêm. Đến phần học viện, tụi tôi phải chờ khoảng một tuần lễ rồi mới thi khảo hạch. Nếu đậu thì ở luôn đó mà học, rớt thì về lại đây ngay. Nhưng chắc là không có rớt đâu phải không chú? Chú Hữu hỏi. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi và chú Tiến học kỹ lắm. Điều kiện là tốt nghiệp sơ đẳng Phật học, nhưng tôi và chú Tiến đều đã học chương trình tương đương với trung đẳng 1, thì làm sao mà rớt được? Chú Tiến nói là sẽ cố gắng xin cho chú vào Phật Học Viện. Nếu không dự học được thì cũng xin ở đó mà tu, cũng tốt phước hơn là... Tâm Tuệ chưa nói hết câu thì Hữu đã sa nước mắt, cúi mặt nghẹn ngào. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Chú bị họ ăn hiếp phải không? Nói tôi nghe đi. Hả? Tâm Tuệ nóng ruột hỏi. Chú Hữu không trả lời được, cổ họng chú nghẹn cứng. Sự quan tâm của bạn làm chú cảm động và càng khóc nhiều hơn. Nước mắt chú chảy từng hàng xuống hai gò má ốm xanh. Tâm Tuệ lúng túng chẳng biết an ủi bạn thế nào, chỉ cầm tay bạn mà bóp nhẹ. Vừa lúc đó chú Tiến bước vào, mang theo hai cái vali lớn. Thấy Hữu khóc, chú Tiến nói ngay. Có chuyện rồi phải không? Cái mụ đó đánh đập chú hả? Tôi nói chú bỏ đi, đừng có nấn ná chi ở cái chỗ u tối đó. Họ làm gì chú vậy? Nói tôi nghe coi. Chú Hữu không nói gì được. Phải một lúc lâu chú nói tóm được một câu. Suốt ngày á, tôi phải giữ em rồi thay tả, chăm sóc cho cô Diệu Lan và cái thằng con của cổ nữa. Chú Tiến nghiến răng nói. Không được, dứt khoát là không được rồi. Họ làm vậy là hết mất rồi, không có ai mà chấp nhận được. Để tôi qua đó nói chuyện với họ, phải chấm dứt lập tức tình trạng bỉ ổi đó.
Chư Hữu Niếu tiến lại. Chú ơi, đừng chú, đừng có làm vậy, thầy đuổi tôi đó. Đuổi, đuổi thì đi chứ sợ gì. Thiếu gì chùa thương chú, chú là chú tiểu rồi thì tất cả các chùa đều là nhà của chú. Chú có biết không, chú là con của giáo hội, không phải là con riêng gì của ông thầy ấy hết. Thôi đi, ba đứa mình đến đó nói chuyện thẳng với họ luôn. Chư Hữu dùng dằn nếu bạn không muốn đi, Tâm Tuệ cũng giữ chú Tiến lại nói. Khoan đã Tiến à, đừng có nóng nảy như vậy. Thầy ấy là người lớn, thầy đâu thèm nói chuyện với tụi mình. Nếu cần á thì nhờ thầy tôi qua nói chuyện. Hoặc là chú Hữu cứ đi luôn, khỏi cần quay về nữa thì êm chuyện rồi. Chú ở đây, ngày mai theo chúng tôi đi đến Phật học viện. Tụi tôi á thì xin dự thi để nhập học, còn chú á thì xin nhập chúng ở tu. Khi nào chú có thể học theo kịp thì xin học. Thời gian đầu chỉ xin ở tu thôi. Chắc chắn ba đứa lên lại thầy giám viện nói rõ hoàn cảnh của chú thì thầy sẽ nhận chú làm đệ tử ngay. Các chú thấy làm sao? Tiến đáp ngay. Hay lắm, ý kiến rất là hay. Chú Hổ bây giờ cứ ở lại đây đi, sáng mai tụi mình cùng đi, chắc chắn thành công mà. Đừng có thèm trở về cái địa ngục đó nữa. Hữu nghe ý kiến các bạn, trong lòng vô cùng phấn khởi, nhưng nhớ lại là mình chưa chuẩn bị gì hết, chú nói. Cảm ơn mấy chú bày cách hay, tôi vui lắm, nhưng... Đừng có nhân nhị gì hết, không có tiếc cái chỗ đó nữa. Không phải, tôi đang cầm tiền để mua sữa cho thằng Mừng, con cô Diệu Lan á. Cứ mua sữa đi, rồi để tôi nhờ một bác xích lô mang về chùa Nghĩa Trũng giùm là được rồi. Có bác Bảy xích lô ở kế bên chùa này nè. Tâm Tuệ nói. Nhưng mà tôi còn đồ đạc để ở chùa, làm sao mà lấy được? Đồ của bọn tiểu mình có gì đâu mà tiếc. Cũng là 2-3 bộ đồ giả khách với 2-3 cuốn kinh thôi chứ nhậm nhò gì đâu. Bỏ hết đi, tụi tôi góp tiền may đồ khác cho chú. Bây giờ chú mặc tạm đồ của Tâm Tuệ cũng vừa mà. Tiến góp ý. Trời ơi, chú Tiến nói đúng đó. Bỏ hết đồ đó đi, sắm lại đồ khác. Tụi tôi có may thêm đồ trước khi đi Hội An, để tôi chia bớt cho chú 2 bộ mặc tạm. Sau này tụi mình may thêm. Tôi và Tiến đều có tiền của gia đình, lại thêm tiền của thầy cho nữa. May đồ nè, mua vé xe đò nè, vậy là đủ rồi. Kinh sách học thì chùa nào lại chẳng có. Khỏi lo chú ơi, đồng ý đi. Tụi tôi không muốn chú tiếp tục bị đày đọa nữa. Chú phải dứt khoát thì mới có tương lai được. Hữu suy nghĩ một lúc, lau nước mắt rồi sung sướng gật đầu. Tâm Tuệ đưa tiền nhờ bác Bảy xích lô mua sữa rồi đem đến trao tận tay cho cô Diệu Lan. Bác Bảy là Phật tử thân cận của chùa Từ Quang. Theo lời dặn của chú Tâm Tuệ, chỉ nói vắn tắt là có một chú tiểu nhờ đem sữa đến và chú ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô Diệu Lan tròn xoe đôi mắt, lật đật lên báo tin cho thầy biết. Thầy hầm hầm la hét ôm sờm. Để rồi coi, 1-2 ngày đói meo ngủ bờ ngủ bụi rồi nó cũng lết về đây cho mà xem. Đừng cái quân mất dạy, phản chủ, tức mình. Tâm Tuệ không muốn phiền đến thầy mình nên đem giấu chú Hữu trong phòng. Buổi tối Tâm Tuệ đem cơm vào phòng cho chú Hữu ăn. Tâm Tuệ nói. Chút nữa tôi và chú Tiến lên lại từ giả thầy để khuya nay đi. Khi tụi tôi đi chào thầy á, chú cứ ở lại trong phòng này. Tối nay chú ngủ tạm một đêm ở đây. Khuya này khi thầy đang tụng kinh thì tụi mình rời chùa ra bến xe. Vậy thì thầy sẽ không biết gì hết. Tôi không muốn thầy biết chuyện. Thực ra thầy tôi biết á, thì thầy cũng thương mà giúp chú thôi. Nhưng sợ thấy thầy khó xử với thầy chú. Chuyện tụi mình tính tôi nghĩ là sẽ êm xuôi thôi mà. Không muốn phiền thầy để rồi giữa hai chùa hai thầy lại có xích mích với nhau. Chú hiểu ý tôi không? Chú Hữu gật đầu ngay. Chú không ngờ Tâm Tuệ mới 16 tuổi mà lanh lợi tế nhị biết điều làm sao. Buổi tối sau khóa tịnh độ, thầy gọi chú Tâm Tuệ và cả chú Tiến lên phòng riêng của thầy để dặn dò chuyện đi học xa. Tâm Tuệ và Tiến giấu nhẹm chuyện của chú Hữu, không hé môi với thầy lời nào. Thầy soạn cho Tâm Tuệ và chú Tiến một ít kinh sách cần thiết. Thầy còn cho hai chú tiền để đi học xa nữa. Khi rời phòng thầy, chú Tiến nói với Tâm Tuệ. Thầy tôi có cho tôi tiền rồi,
tiền của thầy chú cho thêm tôi dành cho hữu. À, nghĩ đến chú ấy tôi thấy tội nghiệp quá à. Hy vọng chuyến đi này sẽ cho chú ấy một cuộc sống mới đúng nghĩa hơn. Sau khi coi lại hành lý lần chót, Tâm Tuệ và chú Tiến văn mùng. Ba chú nằm chung trong một cái mùng to, cùng ngủ dưới đất. Cả đêm ba chú cứ bàn tính, nói chuyện tương lai. Hữu sung sướng ngủ không được, hai chú kia ngủ ngon rồi mà mắt chú cứ trao tráo. Chú nằm lăn qua trở lại bao lần. Chú nhớ về chùa, chú ôn lại những ngày đầu khi cha mẹ chú đưa chú vào chùa. Chú thấy thương cha mẹ quá. Cha mẹ chú đâu có biết chú bỏ chùa mà đi như thế này. Nếu biết cha mẹ chú hẳn là buồn lắm. Chắc cha mẹ sẽ nghĩ rằng chú hoang đàn, ngỗ nghịch, dám cãi thầy bỏ chùa đi hoang. Chú nghĩ là chú cần phải viết cho cha mẹ một lá thư ngay sau đến Phật học viện và biết kết quả chuyện cư trú của mình tại đó. Càng suy nghĩ lòng chú càng nghe buồn vô hạn. Nỗi vui, nỗi buồn chen vào nhau, cắn xé nhau, làm cho lòng chú dùng dằn rồi căng ra, thật khó chịu. Chú không rõ tại sao quyết định bỏ chùa đi để tìm một đời sống mới nơi chùa khác là một quyết định hợp lý, đầy ý nghĩa, đầy hạnh phúc mà lại khiến cho tâm hồn chú thấy chùng xuống như mất mát một cái gì to lớn lắm vậy. Nghĩ đến thầy và cô Diệu Lan, trong lòng chú không nảy sinh chút tình cảm êm đềm nào hết. Thật uổng phí 2 năm chung sống với họ dưới một mái chùa. Giờ này nghĩ đến họ, chú chỉ nghe một nỗi chán chường tởm lợm. Chú không luyến tiếc gì họ cả. Có một cái gì khác mà chú bỏ quên nơi ngôi chùa đó, chú không nghĩ ra được. Chú nằm trằn trọc đến 1-2 giờ khuya. Bỗng dưng chú sực nhớ đến người bạn thân yêu của chú. Chú ngồi vùng dậy, phải rồi, cây đa, cây đa. Chú thương cây đa của chùa quá. Đó là người bạn duy nhất từng lắng nghe, từng chứng kiến bao nỗi đau buồn khổ nhục của chú suốt 2 năm nay, từ khi chú vào chùa. Chú ngồi đó, nghĩ đến cây đa, chú nhớ cây đa và chú khóc. Một chập lâu, thấy Tiến và Tâm Tuệ hãy còn ngủ ngon, chú bỗng nảy ý định quay trở về chùa. Chú rón rén chui ra khỏi bụng. Chú ước tính từ đây về chùa chú khoảng 1 cây số, nếu chú đi bộ thì chỉ mất 15 phút là cao. Chú rón rén mở cửa phòng Tâm Tuệ bước ra ngoài. Chú nhẹ nhàng đi băng ngang phòng ăn, phòng thầy trụ trì, hành lang chánh điện rồi ra sân. Cổng chùa này chỉ cài then chứ không khóa kỹ như cổng chùa chú. Chú khép cổng lại rồi đi nhanh về hướng chùa mình. Đường phố vắng hoe, chỉ có vài chiếc xích lô đạp nhanh đi tìm khách. Chú cúi mặt đi không nhìn ngó ai. Từ xa, chú đã thấy cây đa vươn lên phủ rợp cả 1/2 mái chùa. Nhìn thấy cây đa, trong lòng chú đã rung lên xúc động. Chú chạy nhanh đến cổng chùa. Cổng khóa không vào được, chú leo qua song sắt nhảy vào trong. Rồi chú chạy a đến cây đa, chú ôm lấy cây đa mà khóc mất. Cây đa, người bạn khổng lồ của chú, dường như giang tay để ôm chặt chú vào lòng. Chú chẳng nói gì với cây đa, chỉ khóc thôi. Rồi chú từ biệt cây đa, nhảy ra khỏi cổng rào rồi. Chú đưa tay vẫy vẫy với cây đa. Thôi, tạm biệt đa nghe. Ở đâu tôi cũng nhớ đa hết nữa. Đã ở lại, đừng có buồn nghe đa. Đa ơi. Rồi chú phóng nhanh trở lại chùa Từ Quang, nhẹ nhàng vào sân chùa, vào phòng Tâm Tuệ, chui vào mùng, nằm xuống ngủ. Bây giờ chú ngủ được rồi. 4 giờ khuya, khi thầy của Tâm Tuệ tụng kinh trên chánh điện, Tâm Tuệ đánh thức Hữu và Tiến dậy. Cả ba cùng mang hành lý ra bến xe. Chú Hữu phụ xách hành lý cho hai chú kia, vì chú chẳng có hành lý gì. Mua được vé xe rồi, ba chú leo lên xe ngồi. Tài xế cho biết 1 tiếng đồng hồ nữa xe mới chạy.
Ba chú ngồi trên xe với tâm trạng nao nao sung sướng. Khi chất hành lý xong xuôi, bác tài xế kiểm soát vé của hành khách trước khi khởi hành. Các chú biết là xe sắp chạy rồi, khung trời mới sắp mở ra rồi. Bỗng nghe tiếng gọi từ phía dưới xe, tiếng gọi rất quen thuộc. Tâm Tuệ, Tâm Tuệ! Chú Tâm Tuệ thò đầu ra khung cửa sổ và thấy thầy mình. Tay thầy ôm một gói đồ, tay kia thầy cầm hai cái phong bì, vừa đi quanh xe vừa cất tiếng gọi. Tâm Tuệ mừng quá reo lên. Con đây, bạch thầy! Thấy ba chú rồi, thầy xin phép tài xế lên xe để dặn dò các chú. Ba chú cùng đứng dậy chắp tay vái chào thầy. Thầy kéo chú Hữu đến gần, ôm chú vào lòng rồi xoa đầu chú. Chú không ngờ trước được sẽ có sự cố này xảy ra. Chú chỉ biết khóc, gục mặt vào chiếc áo nâu bao dung của thầy mà khóc. Thầy hiền hòa nói: Đây là hành lý thầy gói cho con. Phong bì này là thư giới thiệu của thầy. Con mang lên trình thượng tọa giám viện thì thượng tọa sẽ cho con ở lại Phật học viện mà tu học. Thượng tọa là bạn học cũ của thầy đó. Còn phong bì này là chút tiền thầy để cho con mua sắm thêm các thứ linh tinh. À, còn trong gói đồ này có vài cuốn kinh và mấy sắp giải để con may đồ. Nè, con cố gắng tu học nghe. Có gì không hiểu thì nhờ chú Tiến và Tâm Tuệ dìu dắt. Thầy không kịp thời giờ để căn dặn dạy dỗ con nên tự biết con đường cao đẹp mà con chọn để tiến tu. Không còn con đường nào cao quý hơn đâu con. Thôi, các con đi bình an và thành công nha. Dạ. Thầy xoa đầu các chú rồi xuống xe. Ba chú nhìn theo thầy rồi nhìn nhau. Không chú nào biết tại sao thầy biết có chú Hữu trốn chùa đi theo chuyến đi này. Chỉ có chú Hữu là thầm đoán được rằng có thể lúc khuya lẻn về chùa Nghĩa Trũng thăm cây đa, thầy đã thức và thấy chú. Bỗng thầy lại xuất hiện ở dưới, bên khung cửa sổ. Thầy ngước lên gọi chú Hữu. Tâm Tuệ nhường chỗ cho chú Hữu chen ra cửa sổ. Dạ, bạch thầy gọi con. Chú Hữu cảm động hỏi. Thầy cười cười nói. Khi nào thầy đi ngang chùa con, thầy sẽ vẫy tay với cây đa, nói rằng con rất dễ thương và con đang siêng năng tu học ở xa, nha.